Đêm chung kết Miss Vinh 2014, nơi 20 người đẹp, cùng sự tham dự của ca sĩ Phương Linh và nhóm Virus Crew, dàn diễn viên đến từ 5S Online trực tiếp giao lưu và tương tác. Một sân khấu chuyên nghiệp và hoành tráng, một bữa tiệc âm thanh ánh sáng, được sự dàn dựng bởi ekip đến từ Miss Việt Nam 2014, nghệ sĩ violon Thanh Tùng, và đặc biệt là ngôi sao ca nhạc nam ca sĩ Tuấn Hưng. 19 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2015 tại Nhà Văn hóa Lao động. Liên hệ mua vé 0982995559 0967773333 0946486262.